Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, bữa nay anh bị vợ chửi và đấm cho nhức hết người. Chính vì tức tối không thể làm gì được nên ông cháu đã tự mình đi tìm ra một nơi ở tạm sống qua ngày. Hay cái nơi này lại có một đài phun nước bỏ hoang cực kỳ độc lạ. Anh Bảy đoán chắc chắn sẽ có nhiều sinh vật thủy sinh quý hiểm ở trong đài phun nước bầy cho xem. Không chần chừ nữa, mau bắt tay vào làm việc thôi nào. Dù bề mặt nước hơi bẩn tẹo, tuy nhiên anh Bảy đã nhìn thấy vài em cá tiềm năng. Và thằng cu đầu tiên vào dọ chính là chú cá vàng mới nhú này đây. Cái bụng của nó màu trắng phình ra chứng tỏ nó đang mang trứng trong người. Ôi nhìn bè, cứ tưởng bé cá kia đứng yên cho anh hớt chứ. Cá vàng sẽ được thả trong xô đỏ. Bên này cũng có vài ông cháu đang bơi thong dong. U là trời các bạn trông nè, chỉ một lần hớt mà Bảy chọn đã có ba em cá khá cute, gồm cá beta đỏ và cá vàng bình dương. Trời mé thêm chiếc cá beta cỡ lớn nữa. Trong đài phun nước nhỏ nhắn thế thôi chứ loài cá sinh sống ở đây nhiều vô kể. Anh Bảy sẽ sử dụng lồng sắt để xem mấy chú cá đần có mắc bẫy không. Một chiếc bẫy nằm đối diện nữa là ok rồi đó. Bảy trọ phát hiện thứ gì đó. Ái chà chà, chú cá Oscar bạch tạng này đẹp quá xá. Màu sắc khá nham nhở vân đen vàng. Chắc do nó sống trong môi trường nước bẩn bựa nên mới hắc hóa nhiều như vậy. Hớt qua loa Bảy bóng cũng lụm được bé Bảy màu trắng siêu quý hiếm. Bên cạnh đó là con cá thiên thần đầy xịn sò. Bình thường loài này chỉ sống trong ao bẩn thôi. Ai dè chúng lại sống trong cả đài phun nước thế này chứ? What the hell? Loài cá này có màu xanh lục trắng cam ảo ma thật. Ngay gần chiếc bẫy cũng có. Ủa thằng cu đó chạy đi đâu rồi nhỉ? Con Molly vàng kim này xứng đang được nằm trong bể của anh Bảy đấy. Nãy giờ năng suất hớt cá không được tốt cho lắm vì ông cháu toàn múc vật nhỏ. Giờ thử làm vật lớn cho mọi người trầm trồ mới được. U là trời, ngoài cá ra thì còn rất nhiều rong rêu bùn đất bám lên nữa. Mùi thúi quắc nhức hết cái mũi luôn mọi người ạ. Lần hớt thứ hai, anh Bảy cuối cùng đã lụng được con cá quen thuộc. Một chiếc cichlid xanh ngọc cực bắt mắt. Loài này rất hiếm, bán ra thị trường chắc cũng được vài chục nghìn cũng nên. Tiếp tục sục vật thôi nào, có thứ gì ở đây không nhỉ? Trời mẹ, con cá lau kính sao lại sống ở đây? Nó quẫy đuôi khá cù tè ấy chứ. Thằng nhóc này vẫn chưa lớn lắm đâu mấy bạn. Theo nom nom được biết thì khi trưởng thành, cá lau kính có thể nặng tới vài tấn. U là trời, việc bắt cá hai tay với anh Bảy quá dễ dàng khi hai chú cá thiên thần đã bị vào sọt. Vãi nhò Bảy bóng mà cứ quậy đục nước thế này thì lấy đâu ra bọn cá chui vào trong bẫy được. Anh lại tự chôn chính bản thân mình rồi. U là trời, con gì nó to lắm này. Một chú lươn bình dương cỡ vừa. Thằng cu này làm cách nào mà bò vào tận trong đài phun nước này vậy nhỉ? Nó có những đường viên khá độc lạ. Đẹp bá cháy bọ chét luôn. Mỗi tội hơi trơn. Hay cái là lâu nay anh Bảy chưa từng ăn lươn, thằng nhóc này chắc chắn sẽ có một bé lên chảo dầu của anh Bảy. Trời mé, con cá vàng này cũng được đấy chứ nhỉ, được bơi trong chảo mỡ của Bảy trọ chính là một đặc ân ha ha. Thanh niên vừa hớt được con gì đó khủng lắm này, à ra là một cháu cá lau kính cỡ nhỏ. Anh Bảy đoán thằng cu này là anh em cùng cha khác ông nội với con lau kính ở đầu video, cho ẻm vào bể cũng không tệ. Ủa cái củ cải gì đây, trời mé, sao chú rùa bình dương này lại xuất hiện ở nơi khỉ ho có gáy này nhỉ? Các bạn trông nè, nó đang đứng trên cành dừa, cu te hột me thật chứ. Cái thân hình nhỏ xíu xíu này cũng đáng để được anh Bảy cho vô chảo dầu đấy. À lộn, vô bể đấy. Có sinh vật gì đó bên kia thì phải, bắt được rồi nhé. Một chú cá beta cam tuyền. Ô xịt, sau lần hớt vật dứt khoát này, có thêm hai con cá tuyệt đẹp nữa. Dù chỉ có trong mỗi đài phun nước thúi quắc này thôi mà cũng có nhiều cá như vậy. Anh Bảy đúng là biết chọn địa điểm săn bắt động vật thủy sinh thật đấy. Đến giờ xem cạm bẫy lồng sắt của anh có gì rồi. Ái chà chà, nhìn sơ sơ qua cũng nhiều cá phết đấy chứ. Hai chú cá beta đỏ, cá lau kính cỡ vừa, thêm một con nữa này, và rất nhiều cá Bảy màu nhỏ xíu xiu bên cho nữa. Đến cạm bẫy thứ hai, điều gì đó làm Bảy trọ bất ngờ. Hai con cá thiên thần trắng tinh, thậm chí là chú lươn bình dương khác nữa. Vậy là hôm nay anh Bảy đã bắt được hai con lươn khá lớn, vừa đủ để chia cho vợ anh một con nữa luôn. Giờ thì ông cháu sẽ đưa bọn chúng về nhà. Chú rùa con này anh Bảy sẽ thả vào bể nhỏ. U là trời, rất nhiều cá beta trong vật, chứng tỏ ngày đi săn bắt của anh Bảy hôm nay cũng không quá tệ. Hai con thiên thần trắng, bé cichlid xanh ngọc thì cute for my que thiệt luôn ha ha. Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, bữa nay thanh niên không bị vợ chửi nữa mà bị ẻm đấm cho nhức hết người và đuổi ra khỏi nhà. Để giải sầu nên anh Bảy đã tự mình đi ra con kênh gần nhà người yêu cũ để truy tìm vài động vật thủy sinh. Nghe nói ở đây có nhiều sinh vật độc lạ khổng lồ quý hiếm lắm, xem Bảy trọ có thể bắt được chúng không. Trước tiên thì anh Bảy sẽ sử dụng chiếc lồng sắt ba đời gia đình anh để lại để bỏ vô đây rất nhiều chút chít để dụ mồi. Bảy bóng đầu tư như vậy mong sẽ có thành quả tốt đẹp. Giờ anh sẽ để người yêu cũ của mình ném lồng sắt xuống nước. Bảy trọ để ý ghệ cũ của anh còn xinh hơn cả vợ mình nữa chớ. Thôi bỏ qua em nó đi, ông cháu sẽ tập trung vào bắt cá bằng hai tay. Nhìn bên trong cống kia có thứ gì đó đang di chuyển. Sau lần hớt dứt khoát thì thứ anh Bảy nhận được là em cá Zofi. Thôi nay anh đang tịnh tậm nên thả bé nó đi vậy. Ông cháu sẽ thả lồng bẫy đen kịt vào sâu trong hang cống. Tính ra hang cống này còn sâu hơn hang của mấy chú quỷ đỏ đấy chứ. Để xem sinh vật tiếp theo mà anh Bảy bắt được là gì nào. Ái chà, một chiếc cá cichlid mini. Đã lâu rồi Bảy trọ chưa lụm được bé nào, tạm thời bỏ vào xô đỏ. Trời mé, bên cạnh đó còn có một con cá beta nữa này các bạn. Trong đống bùn này chưa hết đâu, trước mắt chúng ta đây là chú cá Molly. Nó có màu trắng khá ảo ma, giống như bị bạch tạng.
Tuy nhiên loài cá này cũng khá quý hiếm. Ủa cái quần đùi gì kia nhỉ? Bảy trọ phát hiện ra sinh vật gì đó khá độc lạ. Nó trốn đâu mất rồi? À thì ra thằng cu này chỉ là một con cá tầm mới nhú. Bật mí cho các bạn biết rằng, loài cá tầm khi đạt đủ ngưỡng trưởng thành, chúng có thể nâng tới vài trăm kg. Bảy trọ chắc chắn sẽ mang bé nó về nuôi. Đi vài đoạn ông cháu thấy chiếc cống bị bỏ hoang thế này. Anh bảy nhẹ nhàng mở nắp cống lên, công nhận nó to và sâu thật đấy. Thanh niên dự liệu sẽ có khá nhiều sinh vật dưới này, thậm chí có cả thủy quái cũng không chừng. Anh bảy đặt chân thành cống, ngay lần vớt đầu tiên ông cháu đã bắt được một chú cá trên. Thôi thì hôm nay anh ăn chay nên tạm thả mày đi đấy nhé. Tiếp đó khi thanh niên kiểm tra lại lồng bẫy, thanh niên đã phát hiện ra con tôm bình dương khổng lồ này đây. Có lẽ nó đã bị đống chúc chích của bảy trọ mê hoặc. Bé tôm này mà cho lên chảo dầu chiên giòn chắc ngon nhất cái nách. Anh bảy vẫn còn một lồng bẫy nữa ở trong cống bỏ hoang. Các bạn xem nè, khi đổ nước bùn đi có rất nhiều loài cá đẹp mắt. Đầu tiên là con cá lau kính sọc kẻ khá đẹp mắt. Tiếp đó là tôm càng đỏ và loài cá bạch tiết siêu hiếm. Ủa cái củ cải gì đây? Đừng nói nó là một con cá rồng đấy nhé. Anh bảy sẽ bỏ tất cả những sinh vật hôm nay bắt được vào bể, nuôi chúng lớn thêm xíu nữa rồi thịt cũng chưa muộn. Tiếp theo đó, ông cháu sẽ một thân một mình ra đồng để bắt những sinh vật độc lạ. Có thứ gì núp trong đám cỏ thì phải. Ái chà, thì ra nó là con cua càng đỏ. Mày trốn đây làm gì em ơi? Thằng cu cố gắng chống cự, tuy nhiên cái kết nó vẫn phải nằm trong xô của anh bảy. Khoan cái, bụi lúa bên anh bảy có tiếng động lớn. Trời mé, đây không phải là cá coi hay sao? Nom nom nghe nói loài cá này có giá trị rất đắt đỏ, cụ thể là vài trăm củ một em. Bảy trọ bắt được hai chiếc cá thì coi như anh đổi đời rồi ấy chứ. Khởi đầu may mắn thế này thì thuận lợi quá xá. Bữa nào nom nom phải kêu anh bảy nôn địa chỉ cánh đồng này ra để nom nom đi bắt cá coi mới được ha ha. Ở bên trong vỏ dừa có sinh vật lạ, vãi nho luôn. Sao bé chuột lại lọt thỏm vô trong lõi vỏ gỗ thế này? Chắc thằng cu nghe thấy tiếng chân anh bảy, tính lẩn trốn nhưng đâu dễ dàng như vậy. Hồi nhỉ bảy trọ là vua ú tim đi tìm trong vùng đấy. Các bạn trông cái hố nước này nè, nhìn tưởng không có gì nhưng sau một lúc lụm nhặt, anh bảy đã có cả đàn cá vàng. Tầm này đem về chiên giòn là đủ chấm nước mắm bữa tối ấy chứ. Ái chà, mọi người để ý kìa, hình như đấy là hai chú cá beta đỏ. Bọn này là đôi uyên ương sống chung với nhau, tuy nhiên rơi vô tay bảy bóng thì các bạn biết kết cục rồi đó. Đang đi đường đột nhiên ông cháu phát hiện ra quả dưa hấu khá to. Anh bảy tính bổ ra ăn thì bên trong đã bị hai con tôm càng trắng này đánh chén hết sạch. Trời mé, lần đầu tiên bảy trọ nhìn thấy loài tôm càng trắng này đấy. Bọn này bán đi có khi được vài tỷ cũng nên. Để xem còn gì sinh quanh nơi này không nào. Ủa cái ống tre đổ ra cũng có mấy chiếc cá beta. Ảo ma thật đấy. Không biết hôm nay anh bảy may mắn thế nào hay cánh đồng này đến từ Bình Dương mà có nhiều cá quá xá. À, thanh niên vừa lụm được bé chim bồ câu, mày tính chạy đi đâu đây con sâu? Đi ra đồng bắt cá mà còn lụm luôn được cả chim thì chỉ có anh bảy thôi mọi người ạ. Nhốt thằng cu vô trong lồng, bên cạnh đó ông cháu còn ẵm thêm bé tôm càng đen nữa nè. Hay cái là bọn tôm này toàn rũa vào mấy quả dưa để ẩn nấp và đánh chén ruột nó. Điều đó làm vụ mùa của bà con nông dân bị giảm sút. Con này xứng đáng được lên chảo dầu của anh bảy rồi các bạn ạ. Vén mấy bụi cỏ này lên, trước mắt chúng ta đây chính là bé tắc kè vàng. Bảy trọ nhẹ nhàng lụm nó vào lồng kính luôn. Ủa cái củ cái gì đây? Sao giữa đồng không mông quạnh lại có chiếc lồng bàn ở đây nhỉ? Anh bảy mở nó ra, bên trong có cả đàn vịt con luôn chứ. Đủ loại màu sắc. Nào mấy bé mau vô vợt của anh nhanh lên. Anh hứa chỉ nuôi chứ không thịt. Vãi xít, có con gà màu tím mộng mơ nữa. Nhiều lúc anh bảy cũng không muốn nói đâu nhưng có lẽ hôm nay ông cháu đã rất may mắn kiếm được rất nhiều sinh vật độc lạ. Đã thế lại chẳng phải tốn công đi tìm nữa. Đó, thanh niên vừa để tụt mất con cá chuối xanh khổng lồ. Nó đâu rồi nhỉ? Đừng có trốn nữa. Mau khoanh tay chịu trói đi. Trời mé, con cá khổng lồ đã được vớt lên rồi mấy bạn. Màu sắc của nó đẹp thật sự luôn á. Anh bảy sẽ thả vào bể cá của chính mình. Ở mấy con rãnh này có hai chú lươn khá to nè. Anh bảy bắt nó vô thùng, thậm chí có cả một con rùa Bình Dương đã bò lổm ngổm giữa đồng nữa. Ôi vãi trưởng, các bạn nhìn dòng nước này, đi phía trước có cực kỳ nhiều loài cá độc lạ luôn. Có vẻ rùa Bình Dương muốn dẫn anh bảy đến đây để bắt lũ cá này cũng nên. Một con cá beta nè, cá vàng nữa. Chúng sẽ được thả ở những bể khác nhau. Con tôm càng trắng này mau cút lên bờ ngay. U là trời, cứ một hớt được từng này cá thì anh bảy vui sướng sắp lên đỉnh mất rồi mọi người ạ. Nhiều cá như này chẳng cần dùng vật nữa, dùng tay bắt luôn cho đẳng cấp. Vãi trưởng, dòng suối này chắc là thiên đường của loài cá luôn quá. Cá bảy màu hay cá tam giác long đều có cả. Trông bọn này đẹp bá cháy bọ chét phải không mọi người? Tổng kết lại ngày hôm nay rất thành công. Bảy trọ đã tìm được vô số những loài sinh vật độc lạ và quý hiếm. Dự là trong tương lai thanh niên sẽ quay trở lại cánh đồng Bình Dương này để săn bắt tiếp. Còn giờ chắc anh phải về nấu cơm cho vợ thôi.